chân nào hoang lạc, vội vàng bước lỡ chốn u mê, rồi tìm quên tháng ngày, những lẽ sống ban sơ, vui quên đi hết bao giờ, tìm quên trong ngã rẽ sai lầm, không thuộc về nơi tâm hồn. Rồi hoang mang chờ tỉnh giấc, nước mắt đâu muộn màng. Và dù ngày mai còn phút cuối, quên bao lỡ là, quay lưng đi con tim còn tươi sáng, quên đi bao u mê cùng năm tháng, bao yêu thương quanh ta chờ đợi, nơi con tim lạc hoang cuối trời. Đâu ai hay ta nơi đây từng tăm tối, khi đôi chân quay đi tìm ra lối, và đâu có lẽ phút cuối buông tay đoạn đường về dù thay. Ông Phi Long, trợ lý của công ty Quỳnh Đức Lợi, bị đâm trọng thương trước cửa nhà số 72/6, hẻm 253, khu vực Chợ Lớn. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Tên cướp lấy đi bóp tiền, điện thoại di động và cặp tài liệu. Nạn nhân được tổ tuần tra an ninh 43 phát hiện, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Lẽ như vậy sao? Mới vừa hôm qua, rõ ràng Phi Long cảm thấy bị đe dọa. Tôi có một số vấn đề cần nhờ anh giúp. Tôi có rắc rối trong làm ăn và tôi muốn đề phòng. Cụ thể, anh cần tôi tư vấn lĩnh vực gì? Thừa kế, tranh chấp tài sản hay hợp đồng nhân sự? Không, đó chỉ là vấn đề cá nhân thôi. Trong đây là một số giấy tờ rất quan trọng, tôi muốn gửi nó ở chỗ anh. Rất đơn giản, chỉ cần anh đóng đủ lệ phí mỗi ngày. Lệ phí không thành vấn đề đối với tôi. Vậy anh tìm đúng địa chỉ rồi đó. Tôi trộm cắp chỉ quan tâm đến tiền bạc, vàng, nữ trang, chứ không quan tâm đến giấy tờ như thế này đâu. Anh không hiểu được bản chất của vấn đề đâu. Tôi cần gửi ở đây đến khi nào mà tôi bị chết vì tai nạn. Lúc đó anh hãy đưa toàn bộ giấy tờ này cho công an và báo chí để họ mở ra. Sao vậy? Anh nghĩ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với anh sao? Có thể là như vậy. Có lẽ anh đắc tội với ai đó, hoặc kẻ nào nhờ giả anh không được nên hận thù, phải không? Đó không phải là vấn đề của anh. Và tôi quan tâm là giấy tờ này được gửi ở chỗ anh có được đảm bảo hay không. Tất nhiên rồi, tôi hành nghề chưa có ai phàn nàn gì cả. Có phải anh đang bị đe dọa không? Anh có muốn văn phòng tôi giới thiệu cho anh một vị sĩ giỏi không? Không, cảm ơn anh. Những giấy tờ mà tôi gửi chỗ anh, nó còn quan trọng hơn là những vị sĩ của anh. Hắn tin chắc cái này bảo vệ được mình, vậy mà chỉ trong một ngày đã bị đâm chí tử. Xem ra hắn chưa đánh giá đúng đối thủ rồi. Thôi kệ ân oán với bọn họ, vấn đề bây giờ mình phải làm gì đây? Đã đến lúc công bố tài liệu này chưa?
cũng phải suy nghĩ công bố cách gì cho có lợi nhất. Công bố nghĩa là đối mặt với thế giới ngầm. Bây giờ Long còn đang được cấp cứu, sống chết chưa biết. Cứ từ từ nghe ngóng xem thế nào đã. Dục tốc bất đạt, đây là cơ hội, song cũng có thể là tai họa. Là tiếng tâm lực lẫy, song cũng có thể là dùi xác trong đống rác. Chơi với bọn xã hội đen không có giỡn được đâu. À, tôi ra ngoài có việc một chút. Nếu như có ai tới tìm tôi thì cô nói họ gọi điện thoại cho tôi. Dạ. Vậy là dự đoán của mình mấy hôm nay rất là đúng. Đã có chuyện gì đó, Quỳnh Đại đã tìm cách thử lắm. Alo, làm ơn cho tôi một chiếc taxi 4 chỗ đến số 43 đường Hồ Văn Quê ngay bây giờ. Cảm ơn anh. Vào đi. Sao rồi? Dạ xong rồi anh. Dạ đây là tất cả những gì mà em thu thập được anh. Thôi được rồi, con đi ra đi. Dạ. Đã có đứa nào nghe những lời trong máy này chưa? Dạ chưa. Thế không? Dạ. Ngày trong đêm anh Quýnh đưa về là em niêm phong luôn. Mày không tò mò đó chứ? Dạ em không dám. Nè vậy còn bọn kia, mày có chắc là không có đứa nào nghe không? Dạ chắc. Sự việc xảy ra khoảng 4 giờ. Hơn 5 giờ là anh Quýnh gọi điện cho em. Anh Quýnh bị đánh trả khá nặng nên chưa có nghe đâu. Bây giờ nó ra sao? Dạ tay trái anh bị trầy xước, còn bộ hạ của anh bị sưng. Thằng đó, vậy mà cũng còn ngon. Thôi được rồi, dù vậy vẫn phải thăm dò coi xem là nó có nghe hay không. Cả mày nữa,
Nếu có tò mò thì cũng phải biết khâu miệng lại, nếu như không muốn mang họa vào thân, nghe chưa? Dạ em biết rồi sếp. Còn thằng Long, thằng Long giờ ra sao? Dạ em xin lỗi, hắn đang cấp cứu ở bệnh viện, giờ thì tỉnh táo rồi. Nè, mày đưa cho thằng Quýnh để thuốc thang bồi dưỡng, nhớ phải đưa tận tay nha. Dạ. Còn điện thoại giữ lại để kiểm tra xem ai đã gọi cho nó. Dạ. Còn cái này cất vô tủ bảo mật, nghe chưa? Chấp nhận bản mình chỉ huy đội quân ngầm của anh, tôi đã thề sẽ trung thành. Phiền em, anh gọi điện. Alo, nói là hôm nay tôi không tiếp khách nha. Dạ. Em biết không, anh đang bị một thằng đàn em phản phúc. Nuôi ong tai áo, bây giờ bị nó đốt, sao anh chủ quan quá vậy? Em biết thằng này nó là cái cánh tay của anh, nó làm chuyện tày trời, nó đã tố cáo anh à, nhưng nếu như mà giết nó là kể như nộp mạng, vì cái chết của nó sẽ là một đòn bẩy công bố bản án kẻ tội của anh. Giờ anh tính như thế nào? Anh đang tính xem có cách nào hiệu quả mà phải an toàn. Anh có biết người ta diệt mấy con ong vo ve đến như thế nào không? Sao? Cứ để chúng sống trên sự an toàn nhưng được kiểm soát, còn ta thì cứ âm thầm quan sát và giật dây chúng, sau đó giăng lưới, đóng hết tất cả các cửa kính lại để chúng không phân biệt được đâu là không gian. Rồi một phát chúng ta sẽ giết chúng một cách thật là êm ái. Em cao cơ thiệt. Ý của em đúng như ý của anh. Nè, em đang định hỏi anh, trước mắt em chỉ chuyển cho anh 20 tỷ, anh có nhận không? Tiền hả? Anh có chê đâu. Sao cô Tâm lại khóc vậy? Có ai ăn hiếp hay là từ chối tình cảm của cô hả? Anh ngừng ngay cái kiểu nói chuyện sốc ốc người khác đó đi nha. Thật ra tôi đến đây là không phải để nói chuyện với cô. Tôi biết rồi, chưa tới đâu. Người ta là tiểu thư mà, 9-10 giờ sáng mới tới lần. Chào cô nha. Chào anh. Chào bác sĩ.
Chào chị. Chào anh. Anh ơi, anh có sao không chị? Em ra ngoài một lát đi. Anh thấy sao rồi? Cũng may là không sao. Mà làm sao anh biết tôi nằm ở đây mà đến thăm? Báo đăng là đại gia nhiều tiền, đi chơi về khuya, bị cướp giết, nhưng mà thoát chết. Báo giết vậy sao? Là báo của tôi. Nè, anh có biết ai làm chuyện này không? Tôi đoán chắc là cái người đã ép tôi phải tìm đến anh đó. Còn bây giờ thì sao? Hắn đã dám làm như vậy thì chắc chắn hắn sẽ dám giết anh. Một phần kế hoạch đã bị thất bại. Cái máy ghi âm của tôi bị cướp đi. Nhưng nếu là hắn thì tính mạng tôi được an toàn. Em đến sao không báo trước? Em gọi điện cho anh nhiều lần nhưng mà anh không có bắt máy. Đừng điện thoại anh nữa, anh bị tụi nó cướp rồi. Anh đừng có ngồi dậy. Em tự tìm chỗ ngồi được mà. Cô gái đó là ai? Tại sao lại thân thiết với chồng mình như vậy? Ánh mắt của họ nhìn nhau, rất nhiều tình cảm trong đó. Đây là cô Ngọc, làm chung công ty với tôi. Còn đây là luật sư Trí. Dạ chào anh. Chào cô. Tôi chỉ là luật sư Hoàng mà thôi. Anh yên tâm đi, cô Ngọc là người tốt, chúng ta tin tưởng được. Vậy hả? Thật tốt khi được làm quen với cô. Rất vui khi được làm quen với anh. Em tên là Ngọc ạ. Anh Trí nè, những gì mà tôi gửi cho anh đó có thể dễ bị phát hiện nếu như anh thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi đến là hỏi anh là đã đến lúc phải hành động chưa? Chưa thể hành động, chúng ta vẫn chưa bị dồn vào chân tường mà. Nhưng mà nếu như đã đến mức đường cùng này thì liệu anh có chủ động được hay không? Anh yên tâm đi, tôi có cách chơi của riêng mình mà. Với lại tôi với hắn cũng có bao nhiêu năm tình nghĩa rồi. Tôi xin lỗi, đã vi phạm quy tắc một chút. Tôi đã xem nó. Không sao đâu, anh cũng nên xem nó chứ. Bởi vì anh cũng phải cần biết anh đang giữ thứ gì mà. Anh Long à, có khi nào anh nghĩ chính Quỳnh Đại là người đã hại anh không? Sao em nghĩ vậy? Bởi vì em thấy mấy ngày hôm nay Tuấn với Quỳnh Đại luôn họp riêng với nhau. Em cảm thấy nghi ngờ điều gì đó. Như vậy Quỳnh Đại không đi công tác à? Không, hầu như hôm nào họ cũng họp với nhau. Em lại còn nghe phong phanh là họ còn có công việc riêng gì đó nữa. Em nghĩ là anh phải biết chuyện này chứ. Anh chỉ mập mờ đoán vậy thôi, bởi vì anh đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi rồi. Với lại sinh mạng của anh bây giờ có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Anh biết là em sẽ không bao giờ để Quỳnh Đại giết anh. Anh biết điều đó mà. Em đừng xen vào chuyện của anh. Với lại anh nhắc nhở em là khi mà em chơi với thằng Tuấn hết sức cẩn thận, bởi vì em đang vuốt đuôi con rắn chuông đó, nó sẽ rất là nguy hiểm cho em. Nhưng nếu em không chơi với con rắn chuông đó thì làm sao em biết được chuyện bí mật của hắn chứ? Tại sao em lại nói như vậy? Anh vẫn thắc mắc điều đó. Thôi, chuyện đó để nói sau được không? Bây giờ chắc chúng ta phải về để cho Long nghỉ ngơi. Nếu như chính là Quỳnh Đại thì ở đây lâu rất dễ bị lộ, thì chắc chắn hắn sẽ cho người theo dõi chúng ta. Chào chị. Chào chị, tôi về. Long cố gắng tình dưỡng nha.
chúng ta sẽ liên lạc sau. Cảm ơn anh. Tôi về. Anh Long ơi, giữ gìn sức khỏe nha. Chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Ừ. Chào chị, em về. Cảm ơn chị. Anh Long. Hả? Anh có điện thoại, ông Quỳnh Đại muốn nói chuyện với anh. Chị giúp ảnh đi. Alo. Tôi vừa bay từ Hà Nội vào, nghe tin cậu bị nạn, tôi rất lấy làm tiếc. Cảm ơn anh. Cậu thuê phòng dịch vụ đi, tôi đã lệnh cho cô Ngọc, mọi chi phí điều trị thuốc men công ty trả. Tôi sẽ thu xếp để sớm vô thăm cậu sau. Một lần nữa tôi cảm ơn anh. Vậy nha, chào anh. Chào cậu. Cảm ơn em. Nếu ông Đại nói vậy, em sẽ chuyển ảnh qua phòng dịch vụ. Chào anh chị. Chào chị, cảm ơn chị. Em yên tâm đi. Anh Quỳnh Đại, tổng giám đốc, anh gọi điện hỏi thăm, sẽ nói là chuyển anh qua phòng dịch vụ và toàn bộ chi phí công ty sẽ lo hết. Nhìn thấy cô Ngọc quen quen, hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi. Cô có nét nào đó giống người tôi đã từng gặp. Chắc là người giống người thôi. Hàng ngày luật sư phải gặp rất nhiều người, nhiều việc giống nhau cũng là bình thường thôi mà. Có lẽ vậy. Chắc là người giống người mà. À, chuyện hôm nay cô Ngọc giữ bí mật giùm tôi nha. Anh yên tâm, chuyện gì chúng ta đã nói sẽ chỉ có ba chúng ta biết. Tôi hỏi cô câu này, nếu cô không giận thì bỏ qua. Không hiểu tại sao cô lại làm việc cho Quỳnh Đại. Có rất nhiều nhân viên làm việc trong Quỳnh Đại, đôi khi cũng chỉ vì tiền mà họ sẵn sàng nhắm mắt đưa chân. Còn tôi có mục đích riêng của mình. Có điều gì tôi có thể giúp cô được hay không? Cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn đang kiểm soát được tất cả mọi chuyện. Thôi, bây giờ đã đến lúc tôi phải đi rồi, nên hẹn gặp lại anh lần khác. Hẹn gặp lại. Chào cô. Dạ. Cô ấy có vẻ rất là bí ẩn. Mong là cô gái này sẽ yên ổn khi thực hiện kế hoạch của mình trong hang hầm đó. Chào ông Quỳnh Đại. Xin chào bác sĩ. Chào. Chào anh. Chào. Tôi xin giới thiệu, đây là cô Nhiên, y tá trực theo yêu cầu. À, mời người nhà bệnh nhân chút nữa đến phòng hành chính đóng tiền viện phí. À, bác sĩ yên tâm, lát nữa tôi sẽ xuống đóng viện phí theo đúng yêu cầu của bệnh viện. Dạ, cảm ơn ông. Xin chào. Cảm ơn bác sĩ. Chào cô. Anh thấy sao rồi? Em đừng lo cho anh nữa, về đi. Ở đây có y tá trực mà. Vậy có được không? Được mà, em cứ về lo cho con đi. Chị cứ về đi, ở đây có em lo rồi. Thôi, cô cứ về lo cho cháu đi. Ở đây điều trị như vậy tôi thấy ổn rồi đó. Nhưng mà em... Em cứ về đi mà, anh không sao đâu. Về lo cho con đi. Vậy em về lo cho con. Có gì anh gọi em nha. Vậy nhờ anh với chị giúp giùm. Vì để con ở nhà được, em cũng lo lắm. Cô cứ yên tâm. Chị yên tâm về đi chị. Dạ. Dạ em xin phép. Ừ. À, xin lỗi cô, chúng tôi muốn nói chuyện chừng độ 20 phút, làm phiền cô. Dạ không sao ạ. À,
cậu hãy nói cho tôi biết là sự việc xảy ra như thế nào. Mà cậu có nghi ngờ bọn nào làm không? Tôi nghĩ là anh biết mà. Cậu đã nghi từ bao giờ vậy? Cậu là cánh tay phải của tôi, làm sao mà tôi có thể hại cậu được chứ? Cánh tay khi đã bị hoại tử thì chỉ có một biện pháp duy nhất. Cậu là cánh tay đắc lực nhất của tôi, mà tại sao cậu lại cho mình là hoại tử? Tôi đọc thấy trong mắt anh có ý định muốn giết tôi. Cậu thiệt là giàu tưởng tượng. Tất nhiên có những lúc tôi không hài lòng về cậu, nhưng đó là chuyện thường tình, làm sao mà tránh khỏi. Cái sóng chén còn có lúc đổ, huống chi là người với người. Mà cái chuyện chúng ta bất đồng đâu phải là lần đầu. Cậu biết đó, tôi còn nhớ bao nhiêu lần cậu đưa tôi vào cái tình huống mà dở khóc dở cười không à. Nếu như lúc nào cũng không hài lòng là giết, thì hỏi làm vậy sao được. Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận lần này khác. Nếu như định giết cậu thì tôi đến đây làm cái gì? Tôi bây giờ đã vô dụng rồi, còn thằng Tuấn và Bảy Tiệp. Đến lúc này tôi vẫn rất cần cái quy của cậu. Nè, tôi đang định hỏi cậu, trong khi còn phải điều trị, theo cậu ai tạm quyền thay cậu? Tôi đã xem phim chụp, vết thương của cậu khá nặng, nhanh là cũng phải hơn một tháng. Mà cậu biết, nước thì không thể một ngày thiếu vua, nhà không thể thiếu chủ, đội quân thì không thể thiếu chỉ huy. Theo cậu, cậu định tiến cử ai? Quyết định là anh thôi. Anh thích ai thì chọn người đó. Thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi. Nếu rảnh, tôi sẽ vô thăm cậu để tôi tham khảo ý kiến của cậu. Bây giờ cậu cứ nghĩ đi, để tôi gọi y tá lên chăm sóc cho cậu nghe. Không hổ danh là Long Cáo, nhưng mày sẽ phải trả giá đích đáng cho coi. Tôi đã gửi những tờ giấy chết người đó tại một nơi an toàn và sẽ được công bố cho báo chí một khi tôi chết vì tai nạn. Một lần nữa, tôi tạ lỗi với anh, bởi vì tôi đã nhận thấy rằng anh muốn giết tôi. Bây giờ anh cần lưu ý rằng tính mạng tôi gắn chặt với tính mạng của anh. Anh Đại à, tôi vẫn là bạn của anh, vẫn trung thành với anh. Bạn của ta. Long ơi, cậu giỏi thiệt đó. Hay là ta cứ cho nó một cơ hội, chắc chắn lúc này hắn chưa thể phản bội ta. Nói với cậu võ lên gặp tôi liền nha. Dạ. Hôm qua cô đã đi lên bệnh viện thăm anh Long đúng không? Ủa, vào đâu mà thăm ai hả chị? Sao chị lại hỏi vậy? Thì vào bệnh viện thăm anh Long chứ ai. Anh Long bị làm sao mà phải vào bệnh viện vậy chị? Tôi không biết, cô thật sự không biết hay là cô giả vờ không biết nữa. Trời ơi, anh Long bị đâm hả?
Chị đã vào thăm anh ấy chưa? Mà anh ấy có bị nặng không? Thôi, chị đừng có khóc nữa. Chắc anh không sao đâu chị. Báo nói là anh ấy không có chết mà. Thực sự tôi không phải khóc vì chuyện đó, mà vì chuyện khác. Chị khóc vì chuyện gì? Chị kể em nghe coi. Sếp nói tất cả các nhân viên trong công ty không được đi thăm anh Long. Nếu mà đến thăm sẽ bị ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Thôi đừng khóc nữa. Trước sau gì chị cũng được vào thăm anh ấy mà. Chị yên tâm đi. Đừng có khóc nữa. Ngày thường chị mạnh mẽ lắm mà. Thấy chị như vậy ai mà dám cho chị vô thăm anh ấy, phải không? Thì ra sự mạnh mẽ hàng ngày chỉ là vỏ bọc của chị ấy mà thôi. Tội nghiệp chị ấy cứ phải gồng mình mà sống. Vào đi. Dạ sếp gọi em. Ừ. Mày cử người tiếp tục theo dõi Long 24/24, ghi chép cẩn thận tất cả những người đã đến thăm và nói chuyện gì. Mấy hôm nay có ai gọi điện cho nó không? Dạ có mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng mà không biết ai gọi. Đồ ngu, thiếu gì cách kiểm tra. Dạ em sẽ tìm hiểu. Còn chuyện hôm trước thì em sẽ sửa sai. Sửa sai? Sửa sai làm sao? Nếu như sếp đồng ý thì em sẽ giải quyết thật là êm. Đồ ngu. Bây giờ là lúc phải để cho nó chữa mau lành bệnh, rồi đổ tội cho bọn trộm cướp ngoài đường. Mà tao cấm tụi mày không được manh động nghe chưa? Dạ em biết rồi sếp. Triển khai những biện pháp giám sát thật là kín đáo và chặt chẽ, ghi âm tất cả những cuộc chuyện trò và điện thoại ở bệnh viện và cả ở nhà nữa, hiểu chưa? Dạ. Còn điện thoại di động của nó thì ở đây rồi, mà không biết có biện pháp nào giám sát cái điện thoại di động của vợ nó không? Dạ em cũng bó tay sếp. Bó tay? Sao mày ngu vậy? Cút đi. Dạ xin lỗi sếp. Chào em. Anh Tuấn. Em lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn. Sau đó sẽ đi mua một ít đồ dùng mà em cần. Sao anh không báo em trước? Ngày nào em cũng nán lại làm việc mà. Vài hôm nữa anh sẽ làm trong phòng với em. Anh sẽ thay vị trí của Long. Lúc đó anh sẽ không cho em bất cứ giờ nào làm thêm ở công ty nữa đâu. Nhưng mà sao anh lại thay thế vị trí của anh Long? Anh Long đi đâu hả? Ủa, Long bị đâm em không biết sao? Em không biết, đâu có ai nói với em đâu. Anh tưởng là em đã biết rồi đó chứ. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ anh Long không sao đâu. Nhưng mà nếu có quay lại, anh ta cũng không còn là anh Long như ngày xưa nữa. Hay là bữa nào mình đi thăm ảnh nha. Được, để anh sắp xếp hôm nào mình đi thăm. Còn bây giờ em muốn ăn gì, để anh chở em đi ăn nha. Em thích ăn cà ri Ấn Độ nè. Hôm bữa hai đứa mình chưa có kịp ăn, bây giờ em thèm quá. Ok, vậy bây giờ mình sẽ đi ăn món đó nha. Em lên xe đi. Chúc mừng anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm. Cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, sức khỏe sẽ được hồi phục. Cảm ơn anh. Thôi anh nghỉ ngơi đi. Thùy Chi. Dạ. Sao con ăn ít vậy? Dạ con no rồi. Ba má ăn tiếp đi, con lên học bài. Nè, con vô học bài hay là con vô xem phim hoạt hình vậy? Dạ cả hai bơi. Anh ăn nhiều chút đi, anh dạo này á em thấy hơi ốm đó nghe.
em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ á, mỗi người á đều có số cả. Được cái này thì mất cái kia anh à. Em thì có gia đình đầm ấm, nhưng mà lại không có giàu có. Còn ngược lại á, chị bạn của em thì rất là giàu có, nhưng mà không có mái ấm gia đình anh à. Anh đã không mang lại cho em giàu có, nên em... Ý em không phải là vậy đâu chồng yêu à. Em đang nghĩ về chị bạn của em thôi, là chị Diễm đó, vợ của đại gia Quỳnh Đại đó. Mà anh có biết Quỳnh Đại không? Sao? Em là bạn của vợ Quỳnh Đại sao? Sao vậy? Anh nghĩ em không thể làm bạn với chị hả? Tụi em chơi thân nhau từ nhỏ rồi. Có thời gian lúc em mới lấy anh á, cho nên là em mất liên lạc với bạn bè. Cả năm nay em mới liên lạc được với chị. Bây giờ chị giàu có lắm anh, cho nên em rất là ngưỡng mộ chị. Nhưng mà em nghĩ lại cuộc sống nhung lụa sao mà rắc rối quá anh à. Em nên tránh xa cô bạn của em ra, nhất là ông chồng của cô ấy, ông Quỳnh Đại đó. Anh có tính đố kỵ với người khác từ lúc nào vậy? Người ta giàu có thì có sao đâu. Cái em quan trọng á là tình nghĩa chị em của bọn em. Không phải là sự giàu có của họ, nhưng em cứ nghe anh đi. Anh càng ngày càng lạ. Ông Đại thành công á thì mắc mớ gì tới anh? Mắc mớ gì anh ghét lại chị bạn em vậy? Trời, anh không có ghét lại bạn em đâu. Nhưng mà em không nên tiếp xúc với họ thì hơn. Anh à, công ty của chồng chị ấy á là một công ty tài chính rất là nổi tiếng, mà họ đã giúp đỡ rất là nhiều doanh nghiệp rồi đó. Ai nói với em điều đó vậy? Thì báo chí nói, chứ ai mà nói. Vì họ chỉ thấy được bề nổi thôi, mà không hề thấy bề chìm của hắn. Bề chìm nào nữa? Ông ta là một doanh nhân chân chính mà. Chân chính cái gì? Toàn là đồ lừa đảo, một con quỷ, một hiện thân của đồng tiền địa ngục. Trong nghề còn gọi là đồng tiền đen. Một kẻ cho vay nặng lãi mang lốt một doanh nghiệp chân chính, em có biết không? Sao mà anh cứ nói ra là anh buộc tội người khác không vậy? Hay là cái ngành luật sư của anh đã nhiễm vào máu anh rồi? Đúng, ngành luật sư đã nhiễm vào máu của anh rồi. Nhưng mà tất cả những gì anh nói là đều có cơ sở. Em nên tránh xa cô bạn Diễm của em thì hơn. Như vậy gia đình mình mới yên ổn được. Anh nói gì mà ghê vậy? Anh làm như gia đình của bạn em á là một kẻ hút máu không bằng á. Không những là kẻ hút máu, mà còn là một kẻ giết người nữa. Em có biết không? Hả? Đã có người tố cáo về hắn rồi đó. Thiệt vậy hả anh? Anh đang giữ mạng sống của một doanh nhân đạo đức thành đạt, là chồng của cô bạn quyền quý của em đó. Trời ơi, sao em không thể tin nổi vậy? Không tin cũng được, nhưng mà em phải giữ bí mật này cho anh, vì gia đình của chúng ta có thể bị hại bất cứ lúc nào. Nhất là ông chồng không giàu có của em nè. Chào chị. Khoảng 1 giờ trước cơ quan của anh ấy vừa tới thăm ạ. Dạ. Họ cứ đứng hỏi chuyện hoài không chịu về. Anh ấy vừa mới chụp mắt được chút xíu à. Cảm ơn chị. Ủa, em mới vô hả? Ừ.
Còn sao rồi em? Còn sao nữa? Em đón con về là vô đây liền nè. Đừng có để cho con nó biết. Con nó hỏi anh hoài à. Mà em nói là anh đi công tác, vài bữa nữa anh về. Anh cũng hay đi như vậy, nên nói là con tin liền à. Ừ, nhưng lúc nói chuyện với con phải cẩn thận, đừng để lộ ra rồi nó biết. Em biết là mình cần phải làm gì mà. Vậy bây giờ mình cần phải có luật sư chưa? Anh có sao không? Sao vậy? Hả? Con mẹ nghe lén. Bây giờ tìm luật sư làm cái gì? Mà biết ai là thủ phạm đâu mà tìm luật sư. Thì tôi nghĩ là mình bị đâm rõ ràng, thì mình phải nhờ luật sư kiện cái người đâm mình chứ ai. Sao em ngây thơ quá vậy? Nhưng mà họ là ai? Biết tụi nó là ai chưa? Thì mình nhờ luật sư, họ sẽ điều tra cái người mà thủ phạm là ai. Sao cô ngây thơ quá vậy? Điều tra là gì của công an? Là của thám tử chứ tìm luật sư cái gì? Vội vàng